Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin tối ngày mùng 3 tháng 6 hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật tình hình chiến sự Nga Ukraina cũng như những gì đang xảy ra ở phương Tây mới nhất. Đầu tiên là những tin tức trên chiến trường thực địa. Nói chung là cũng chẳng có gì mới, những cuộc giao tranh ở khu vực Donbass vẫn đang diễn ra khi mà Nga đang cố gắng giải phóng những khu định cư cũ và tiến về những khu định cư mới. Các báo cáo trên chiến trường của Nga vào hôm nay chủ yếu tập trung vào khu vực Kharkov, trong đó hai khu vực chủ đạo là Lipsty và Volhynia. Theo hướng Lipsty trong 24 giờ qua, cụm quân của Nga đã chọc thủng được tuyến phòng thủ kiên cố của lũ đoàn bộ binh số 42 của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông nam ngôi làng. Nga đã tiến sâu và chiếm một nửa vành đai rừng, mở ra khả năng kiểm soát toàn bộ tuyến đường tới khu định cư Lipsty. Sức phòng ngự của Ukraine trong khu vực này bị giảm mạnh do những tổn thất lớn về mặt khí tài cũng như thiếu nguồn lực bổ sung. Theo Bộ Chỉ huy Ukraine cho biết, họ dự định bù đắp sự thiếu hụt này bằng cách sử dụng những máy bay không người lái FPV nhằm thay thế cho đạn pháo. Tuy nhiên, điều này là không thể ngăn cản bước tiến của quân đội Nga vào khu định cư Lipsty, bởi vì phía Nga có nhiều đạn pháo và máy bay không người lái bao gồm lực lượng hàng không hơn rất nhiều. Trong khi đó, ở khu định cư Vồn Tràn, nơi đây đã trở thành một đống đổ nát, dường như không còn một chỗ trú ẩn nào an toàn cho lực lượng Ukraine cố thủ nữa. Cảnh quay trong video do chính phía Kiev cung cấp cho thấy toàn bộ thành phố Vồn Tràn chỉ nhìn thấy các cột khói bốc lên sau khi bị pháo binh, máy bay không người lái và lực lượng hàng không của Nga tấn công. Được biết, nhóm quân của Nga thực hiện chiến dịch này là cụm quân miền Bắc. Họ liên tục sử dụng tiềm kích mang theo những quả bom FAB và cả những quả bom UMBC, tức là bom FAB có gắn kíp lượn. Sau đó đem những quả bom này thả vào xung quanh khu vực vôn tràn. Báo cáo của cụm quân miền Bắc có đoạn, Nga đã chọc thủng tuyến phòng ngự của Ukraine ở vôn tràn để tiến vào dãy nhà cao tầng. Giao tranh chính đang nổ ra ở trung tâm thành phố Nơi mà các đơn vị tấn công của Nga đã xông vào nhà máy tổng hợp Và chiếm các khu vực xung quanh Lực lượng Kiev đang cố gắng phản công từ khu rừng ở khu quanh sông Volchan Nhưng nó đã không thành công Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể ở phía đông thành phố trong khu vực tư nhân Vào ngày hôm nay bước tiến của quân đội Nga theo hướng Volchan đã lên tới 350m Trong khi đó bên cạnh Volchan 11km là khu định cư Starysia Phía Nga đã tiến được vào trong khu định cư này Báo cáo của họ có đoạn các nhóm thiết giáp với xe tăng tấn công đã tiến được vào vùng xám ở trong khu định cư Starisia. Trước đó cũng đã ghi nhận những nỗ lực phản công của Ukraine trong khu định cư này, nhưng tất cả đã bị đẩy lùi. Phía Nga còn cung cấp thêm một video chứng minh cho việc họ đã xuyên phá được khu định cư Starisa. Cảnh quay cho thấy đầu tiên Nga sử dụng pháo bình để tấn công vào các vị trí phòng thủ của Ukraine. Sau đó, lực lượng đổ bộ dưới sự hỗ trợ của những UAV không người lái trinh sát đã xông phá vào các chiến hào của lính Kiev, sau đó kiểm soát nó. Có vẻ các hệ thống công sự của Ukraine trong khu vực khả cốp rất là mong mảnh. Ukraine có ít nhất một năm sau khi họ tuyên bố rằng Nga chuẩn bị tấn công khả cốp Thế nhưng mà các công sự của họ thậm chí còn yếu đuối hơn hẳn các công sự mà họ đã bố trí ở khu vực đồn bát. Chính quyền Kiev đã từ chối tiết lộ các nhà thầu xây dựng công sự ở vùng khả Nhưng theo các báo cáo, trong vài tháng qua, ở khu vực khả cốp chính quyền Ukraine đã chi 185 triệu đô la để xây các công sự. Vậy các công sự ở Kharkov ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga ở đâu? Tôi không biết. Bạn chỉ có thể trả lời được câu hỏi này khi mà Zelensky cho chúng ta xem túi tiền của ông ấy. Trong khi đó, ở khu vực Chernihiv nằm sát biên giới với cả Belarus, cách thủ đô Kiev khoảng 118 km. Nơi đây đã chính thức ghi nhận thứ vũ khí mới đầu tiên trên thế giới của Nga tấn công vào Ukraine. Cảnh quay cho thấy một chiếc máy bay không người lái của Nga đã thả một quả bom OFAB-5 vào một ngôi nhà trong khu vực Chernihiv. Được biết, cuộc tấn công này nhắm vào lực lượng hàng không thuộc lữ đoàn 144 của lực lượng vũ trang Ukraine, những người chuyên sử dụng những máy bay không người lái tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Chưa rõ tổn thất trong khu vực này như thế nào, nhưng chúng ta cứ nhìn quả bom đã được thả vô cùng chính xác là sẽ rõ. Ngay lập tức, trên Wikipedia cũng đã cập nhật những tin tức về thứ vũ khí mới nhất thế giới này của quân đội Nga. Theo đó, vào ngày 26 tháng 4 năm 2024, có 6 bức ảnh xuất hiện lan tràn trên mạng được chụp đâu đó ở Nga cho thấy một chiếc máy bay không người lái trang bị thêm một quả bom OFAB duy nhất trên giá đỡ kiểu đường tầm cùng với các trang bị khác cho phép nó trở thành máy bay ném bom điều khiển từ xa hạng nhỏ đầu tiên. Về vấn đề bom FAB hay bom lượn thì không có gì mới lạ với cả các bạn nhưng chủ yếu chúng được phóng từ tiềm kích mịch hoặc su khồi. Bây giờ, Nga đã mang được những loại bom này cải tạo trên máy bay không người lái giá rẻ và Chernihi chính là nơi đầu tiên của Ukraine ghi nhận những chiếc UAV mang theo bom FAB của Nga tấn công. Vấn đề bây giờ chỉ là Nga sẽ tạo ra bao nhiêu chiếc máy bay không người lái mang theo bom FAB và dung lượng thuốc nổ của những quả bom này có thể lớn tới đâu. Còn câu hỏi về tính hiệu quả của nó chúng ta không cần phải bàn cãi nữa. Minh chứng trên chiến trường Ukraine nát tàn bởi những quả bom FAB đã cho thấy rõ điều đó. Vậy câu hỏi tiếp theo cần phải đặt ra là tại sao Nga lại nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái UAV mang theo bom FAB? Tôi nghĩ một phần bởi vì tính hiệu quả cũng như giá thành rẻ của nó. Lý do thứ hai là hạn chế việc các máy bay MiG và Su sẽ bị hệ thống phòng không của Ukraine đánh chặn khi tiến tới ném bom. Nhất là khi NATO vừa thông qua dự luật cho phép Ukraine tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga bằng hệ thống Patriot để ngăn chặn các máy bay ném bom chiến lược. Theo đó, một báo cáo mới nhất cho thấy Đức đã chính thức cho phép Ukraine bắn hạ máy bay Nga trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống phòng không Patriot mà họ tặng cho Kiev. Điều này được chính Thiếu tướng Frederick của quân đội Đức xác nhận. Tuy nhiên, trước hành động này dường như đang có một sự tranh cãi không hề nhẹ trong chính trường Đức. Quốc hội Đức được cho là đã yêu cầu Thủ tướng Olaf Scholz giải thích về việc cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga bằng vũ khí Đức. Đó, Phó Chủ tịch Quốc hội là Sarah Wagenknecht đã đầy khó hiểu và nói rằng trước đây chính Thủ tướng Olaf Scholz đã phản đối việc sử dụng vũ khí Đức tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga. Nhưng bây giờ, Olaf Scholz lại cho phép điều ngược lại. Có vẻ như điều mà ông ấy coi là vấn đề giờ đây không còn là vấn đề nữa. Tôi nghĩ không có gì khó hiểu với hành động của Olaf Scholz, bởi vì bố Mỹ của họ bảo họ làm thế. Người Mỹ sợ đối đầu trực tiếp với cả Nga, thế nên họ đã yêu cầu các quốc gia của EU và NATO làm điều đó thay họ. Theo đó, phát ngôn viên của Nhà Trắng là John Kirby đã nói với truyền thông Mỹ rằng: "Chúng tôi đã lo ngại những sự leo thang kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tại Ukraine và những lo ngại đó giờ đây vẫn còn nguyên giá trị." Tổng thống Biden đã nói rằng ông ấy không muốn là người chịu trách nhiệm về việc khơi mào thế chiến thứ ba. Mỹ không mong muốn xảy ra một cuộc xung đột với Nga, một trong những cường quốc hạt nhân. Vì vậy, Tổng thống nhắc lại rằng người Ukraine chỉ được phép sử dụng vũ khí của Mỹ để nhắm mục tiêu vào các căn cứ, vị trí pháo bình và các địa điểm quân sự khác mà người Nga đang sử dụng để tạo ra một số loại vùng đệm. Từ báo cáo này của Hoa Kỳ, các bạn đã hiểu lý do tại sao một số quốc gia EU và NATO bỗng chốc quay ngoắt 180 độ và cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của mình để tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga. Từ trước đến nay người Mỹ luôn ở vậy, trốn chui trốn lủi sau những cuộc chiến để mà thu lợi. Với những quốc gia yếu thì họ xông lên làm gỏi ngày, nhưng còn với Nga thì Hoa Kỳ luôn thích đứng sau để yêu cầu các đồng minh hay nói chính xác hơn là các chư hầu đứng trước chịu trận. Điều này không chỉ xảy ra ở Đức mà ở Pháp cũng như vậy. Macron gần đây đã cho phép lực lượng vũ trang Ukraine tấn công các sân bay ở khu vực Cớt và Belgorod nằm trong lãnh thổ của Nga bằng những tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh Pháp nghiên cứu phát triển. Không biết có phải sau quyết định này mà một loạt những quan tài của lính Pháp ở Ukraine đã được đưa dưới chân tháp Eiffel. Theo truyền thông Pháp cho biết, năm chiếc quan tài có kích thước y như thật đã được treo cờ Pháp với dòng chữ lính Pháp ở Ukraine đã được đặt dưới tháp Eiffel ở thủ đô Paris vào ngày hôm nay. Theo một nguồn tin của cảnh sát cho biết, ít nhất 3 công dân nước ngoài đã bị bắt vì nghi ngờ có liên quan tới vụ việc trên. Nghi phạm đầu tiên là một công dân Bulgaria, người trực tiếp lái xe tải chở quan tài cùng những nghi phạm Pháp. Người lái xe này cho biết anh ta được trả khoảng 40 euro để thực hiện việc giao hàng. Trong khi hai nghi phạm khác thì mang quốc tịch Ukraine và Đức đã trốn khỏi hiện trường. Nhưng họ cũng bị bắt khi đang cố gắng trên đường trốn sang Đức. Đoạn phim lan truyền trên mạng cho thấy cảnh sát đang kiểm tra các quan tài nằm bên đường. Giật mày, trong những chiếc quan tài này thực sự là rỗng, chỉ có một số ít thạch cao ở bên trong. Tôi thật sự không rõ sau sự kiện này tổng thống Ma Bồng có đổ hết mọi trách nhiệm cho tổng thống Putin này không, điều mà các quan chức của EU và NATO hay làm. Từng chứ ít các nghi phạm bị bắt giữ thì chẳng có ai mang quốc tịch à. Rõ ràng là việc gửi những quan tài lính Pháp ở Ukraine dưới chân tháp Eiffel nhằm ám chỉ ý tưởng gần đây của tổng thống Ma Bồng về việc sẽ điều binh lính Pháp tới Ukraine để hỗ trợ cho cuộc chiến chống Nga. Hành động của Ma Bồng đã gấp phải sự chỉ trích gay gắt không chỉ từ phía Moscow mà bao gồm cả chính những công dân Pháp. Có vẻ như sau việc tuyên bố gửi quân cùng với việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Pháp tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga, nó như một giọt nước làm tràn ly và những chiếc quan tài này có lẽ chỉ là những sự kiện bắt đầu cho một chuỗi những sự kiện phản ứng gay gắt khác của người dân châu Âu. Trong khi đó, ở chính Ukraine, chính quyền ép càng ngày càng tỏ ra cho chúng ta thấy sự bất lực của họ trong công tác phòng chống Nga. Nhà phân tích chính trị Chase Bow của EU đã công khai đăng một video cho thấy quân đội Ukraine chê các sĩ quan của Anh Mỹ cũng như là NATO rất là phèn trong việc huấn luyện. Lính Kiev nói rằng các chuyên gia tới từ Anh và Mỹ huấn luyện cho họ, thậm chí còn chưa bao giờ tham chiến trên chiến trường thực địa. Vì vậy, sự hướng dẫn và đào tạo này là vô nghĩa hay không muốn nói là vô ích? Nghe rất hợp logic phải không nào? Những chuyên gia của NATO, những người chỉ ngồi bàn giấy và điều hòa, chưa bao giờ ra chiến trường lại đào tạo cho lính Ukraine chống những binh sĩ Nga dày dặn trên mặt trận. Vậy nên kết quả của nó như chúng ta đã thấy, toàn bộ lãnh thổ Ukraine giờ đây ngày càng thu hẹp, trong khi sức mạnh của quân đội Nga thì ngày một vượt trội hơn. Đây giống như một cuộc chiến của những chuyên gia lý thuyết NATO với những chuyên gia thực hành Nga. Trong khi những chuyên gia của NATO thì thắng Nga trên các mạng xã hội Facebook và YouTube, còn người Nga thì bằng bằng tiến lên ở chiến trường Ukraine bằng kinh nghiệm thực tế. Nhận định về tương lai của Ukraine thì nhà báo Tucker Carlson của Mỹ, người đã thực hiện một cuộc phỏng vấn lịch sử với Tổng thống Vladimir Putin, đã nói rằng không một ai biết rõ chiến thắng ở Ukraine trông sẽ như thế nào. Tôi cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Có phải nó giống như cái chết vĩnh viễn của người Ukraine và người Nga cho đến khi họ bị xóa sổ và Black Rock đến đó chiếm lấy toàn bộ đất đai nông nghiệp hay không? Đây là cảm giác của tôi. Chế độ Kiev đã bán hết đất ở Ukraine cho các nhà đầu tư nước ngoài và họ sẽ khiến Ukraine tràn ngập những người nhập cư từ thế giới thứ ba và Ukraine sẽ không còn tồn tại sau 50 năm nữa. Sẽ không còn quốc gia nào mang tên Ukraine cả. Hoa Kỳ đã phản bội họ như chưa từng có với quốc gia nào khác. Nói như Tucker Carlson thì kẻ có tội nhất vào lúc này lại chính là Zelensky, người đã bán hết mọi thứ của quốc gia mình cho Hoa Kỳ để rồi bây giờ chạy vạy khắp nơi xin tiền donate bỏ vào túi trong một cuộc phỏng vấn ở hội nghị thượng đỉnh đối thoại shangri la tổ chức tại singapore vào ngày hôm qua zelensky đã lại một lần nữa khiêu khích nga và trung quốc ông ấy cáo buộc trung quốc đang hành động như một công cụ của vladimir putin bằng cách ép các quốc gia khác tránh xa hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới về cuộc xung đột tại ukraine thông cáo của zelensky chính xác có đoạn nga sử dụng ảnh hưởng của trung quốc trong khu vực cũng như sử dụng các nhà ngoại giao trung quốc là mọi cách để phá vỡ hội nghị thượng đỉnh hòa bình thật không may khi một quốc gia lớn độc lập hùng mạnh như trung quốc lại là công cụ trong tay của tổng thống nga vladimir putin với tôi những thông điệp ngoại giao này của zelensky chỉ khiến trung quốc xích lại gần nga và ngày càng ghét ukraine hơn nhưng tôi nghĩ zelensky cũng chẳng quan tâm đầu ông ấy là người phát ngôn là một cái máy nói của phương tây Phương Tây bảo ông ấy nói gì thì ông ấy sẽ nói đó. Nếu ông ấy thực sự quan tâm tới cuộc chiến và tính mạng của những người dân Ukraine thì đã không để câu chuyện tiến xa như hiện nay. Trong khi đó, Triều Tiên vào ngày hôm nay đã tuyên bố kết thúc chiến dịch ném bịa bằng cách sử dụng bóng bay vào Hàn Quốc. Theo đó, Thứ trưởng Quốc phòng của Triều Tiên là Kim Jan-li cho biết đất nước của ông sẽ tạm dừng thả rác qua biên giới. Điều mà Bình Nhưỡng mô tả rằng đây là những món quà đầy sự chân thành của mình để trả đũa các nhà hoạt động Hàn Quốc đã thả bóng bay qua biên giới kèm theo chuyển đơn chống lại chính phủ Triều Tiên trong nhiều năm. Được biết, chỉ mới hôm qua, Triều Tiên đã gửi thêm 150 quả bóng bay chứa đẩy rạc, phần và giấy vệ sinh đã qua sử dụng tới thủ đô Seoul trong một thông điệp mà Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên nói rằng để giúp các gia tộc Hàn Quốc có thêm kinh nghiệm về mức độ khó chịu mà người Triều Tiên đã phải chịu sau những nỗ lực trên. Hóa ra, câu chuyện Triều Tiên gửi bóng bay chứa đẩy bịa tới Hàn Quốc không phải là do họ khơi mào trước, mà chính phía Hàn Quốc trong nhiều năm qua đã liên tục gửi bóng bay kèm theo chuyển đơn để nói về cái gì thì tôi cũng không rõ nhưng chắc chắn là làm dao động tinh thần người dân Triều Tiên trước chính phủ của họ thật không trách chính phủ Triều Tiên được chúng ta cứ đặt một giả thuyết là các quốc gia láng giềng xung quanh Việt Nam cũng gửi bóng bay kèm theo những chuyển đơn này tôi nghĩ chắc chắn lúc đó mấy anh em ở khu vực Tây Bắc sẽ gửi ít nhất 1.000 tới 5.000 quả bóng bay chứa đầy bịa để trả lễ còn tất cả các bạn các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này xin hãy bình luận ở phần bên dưới nếu xem nào có thừa tiền lẻ năm hay mười nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh theo thông tin bên dưới góc phải màn hình nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo